Quý vị, hiện nay thì tôi đang đứng tại phòng hậu phẫu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ở nơi tiếp nhận 7 ca bệnh trong đám cháy vừa qua. Và đến thời điểm hiện tại thì 4 bệnh nhân đã ra viện, 1 bệnh nhân tử vong ngoại viện, còn lại 2 bệnh nhân thì đang được điều trị tại bệnh viện này. Tuy nhiên thì trong đấy thì có 1 bệnh nhân là đang trong dấu hiệu nặng. Bệnh nhân bị đa chấn thương, gồm chấn thương ngực, gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác. Sau phẫu thuật phức tạp, bác sĩ đánh giá đã qua cơn nguy kịch. Thì cái tổn thương nặng nhất theo chúng tôi đánh giá thì đấy chính là cái tổn thương chấn thương cột sống, do khi mà bệnh nhân nhảy cao và ngã thì nó làm cho toàn bộ cái xẹp cái đốt sống. Việc đánh giá theo dõi tiếp tục cho bệnh nhân trong thời gian tới thì cũng cần phải theo dõi thêm. Đến thời điểm này, bệnh nhân hô hấp tốt và có thể nói chuyện giao tiếp với mọi người. Con trai chị cũng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Em nhảy từ trên tầng 9 xuống. Vâng, em nhảy xuống tầng 6, nhà bên cạnh. Em bảo là bây giờ chỉ có một đường thoát thân duy nhất như thế này thôi. Thì mẹ đi vì ra trước. Thôi bây giờ con cũng nói đến câu là con không thể chịu đựng được nữa đâu mẹ ơi. Vợ chồng anh Công đã may mắn thoát nạn sau hơn 3 tiếng chống chọi với khói độc trong chính căn phòng của mình. Điều đặc biệt ý nghĩa là hai vợ chồng đã cứu sống thêm 3 mẹ con nhà hàng xóm. Trong thời gian đấy thì cũng có những lúc mà trong phòng thì hết khí. Mọi người bảo nhau chui vào trong tủ, cố gắng là hít thở những cái khí cuối cùng. Và có những lúc mà cũng thực sự rất là yếu rồi, cũng gần như là ngưng thở rồi. Thì có điện thoại của anh cứu hộ, có gọi điện và hướng dẫn cho mọi người là chạy ra ban công. Tại vì lúc đấy là chung cư đã kiểm soát được cái lửa rồi. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nơi tiếp nhận điều trị nhiều nạn nhân nhất, hiện đang điều trị cho 24 người, trong đó có 7 bệnh nhi. Sức khỏe của các em đã ổn định và nhiều cháu đã có thể tự chơi. Rất là vui khi mà các cháu đã hồi phục hết sức là nhanh chóng. Thế và cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã không phải hỗ trợ oxy nữa. Hiện tại có 2 trường hợp là thở máy trong cái tình trạng rất là nặng, thì đã có những tín hiệu hồi phục và khả quan hơn so với ngày hôm qua. Sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay còn 36 nạn nhân ở phường Khương Đình điều trị tại 5 bệnh viện, trong đó có 6 người tiên lượng nặng, đều do ngộ độc khí CO, tiếp tục được chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Số còn lại ở mức độ trung bình và nhẹ.